Zika Audio. Nghe chưa đủ, thấy xem tin. Anh ơi, anh Đức phải không nhỉ? Vâng, Zika Audio xin chào anh Nguyễn Đức Trung nhé. Vâng, anh ở Tân Phú, Đồng Nai. Vâng, sau khi anh có xem kênh YouTube và anh có đặt cho mình một cái mic WeWood M8 cộng cao cấp và một cái chép PD6 của Thái Lan. Vâng, anh cọc bên em mấy trăm trước rồi ạ. Vâng, thì đây là cái dòng mic cao cấp mà bên em lấy ra để bên em test trước khi gửi cho anh. Đây là hàng đập hộp anh ạ. Và bên em có một món quà tri ân, là một cái áo mưa được in logo của Zika Audio phía đằng sau đây ạ. Và một đôi chép PD6 bên em để sẵn ở đây. Thì đó bên em sẽ xin phép anh, bên em bỏ ra là bên em test. Vâng, hàng đập hộp anh nhé, đây mic M8 cộng đây ạ. Vâng, bây giờ chúng ta quan sát phía bên trong. Vâng, em bóc hộp ra cho anh Trung đi nhé. Vâng đây ạ. Wow. Vâng, đây là dòng mic cao cấp chứ không phải dòng tầm trung đâu ạ. Cao cấp, nó không hề rẻ. Vâng, đây những linh kiện đi kèm đây ạ. Đây là hai cái chân mic này để chúng ta bắt vào chống trượt phía đằng sau đây ạ. Vâng, hai cái chống lăn này và một cục nguồn này. Đây, tất cả những linh kiện đây là chưa ai sờ vào đâu ạ. Vâng, đây là xuất từ nhà máy đến trực tiếp đây và bên cao đâu là bóc ra test cho anh Trung. Vâng, đi kèm là một cái rắc 6 ly nữa này và hai anten và một quyển catalo và một hai cặp pin ạ. Vâng, là hàng cao cấp các bác nhé, nhắc lại là hàng cao cấp ạ. Vâng, tay mic rất là sang trọng đấy ạ. Vâng, mic WeWood M8 cộng. Cái dòng này ca sĩ Thanh Nam hát rất là nhiều và đứng trên sân khấu cũng rất là nhiều về cái dòng, và trên tay chúng ta cũng cầm cái mic M8 này. Đây là trang web đấy ạ, wewoodaudio.com. Chúng ta có thể check mã tem mã code ở trên cái này đấy. Đây là dòng cao cấp nhé. Vâng, sau đây anh xin phép được bỏ ra, bên em test cho anh. Vâng, sau khi em bỏ ra đây ạ, vâng, đây là quyển catalog hướng dẫn và các thông số kỹ thuật phía bên trong. Đó, và đây là hình dáng cái đầu thu đây ạ. Đầu thu đây, nhìn rất là đẹp, không tì vết luôn ạ. Đây, thương hiệu WeWood. Đó. Và tay mic là M8 cộng đây ạ. Vâng, rất là đẹp, không còn cái từ ngữ nào có thể tả nổi. Vâng, sau đây em xin phép anh Trung nhé, bên em bắt đầu đưa vào phòng kỹ thuật test đấy ạ. Vâng ạ, một dòng mic cao cấp của thương hiệu WeWood, model sản phẩm này đó là M8 cộng. Với cái phân khúc này thì nó đã cho chúng ta được những sự trải nghiệm rất là tuyệt vời khi mà đưa vào sử dụng trong kinh doanh karaoke hay là dùng trong những cái sự kiện lớn. Thường người ta hay dùng những cái bộ mic cao cấp như dòng WeWood này. Và sản phẩm này thì bên chúng em cũng vừa bóc hộp ra. Đây, nhân viên kỹ thuật ở bên chúng em đang thao tác một số như là lắp pin và lắp tay nắm. Và sang bên này chúng ta có một cái chiếc đầu đây. Với cái đầu này thì độ phủ sóng rất là rộng nhá. Chúng ta dùng trong một cái hội trường lớn, loanh quanh trong khoảng độ vài trăm mét vuông thì các bác hoàn toàn yên tâm không bị rớt sóng cũng như là bị ảnh hưởng đến chất lượng. Chút nữa em sẽ đi vào test thực tế cho các bác bên ngay. Em sẽ hát và test chất lượng karaoke, khả năng trình diễn của nó cũng như là để test luôn cái những cái model thấp hơn phiên bản này một chút, đó là E69 và 68 thì hoàn toàn sóng rất là khỏe. Nhưng con này thì hãng đã thiết kế hai cái râu rất là nhỏ gọn. Về cổng đằng sau thì nó có những cái thông số nhà sản xuất ghi trên và hai đường cam nông xuất của kênh A và kênh B ra để chúng ta đưa hai mic. Đấy, nếu chúng ta sử dụng một cái đầu mic 6 ly này như BS này đánh ký hiệu này thì chúng ta sẽ lấy được đồng thời một lúc là hai mic của hai kênh A và B. Nhưng chúng ta kết nối A và B này thì nó sẽ chia làm ra mỗi một tay mic một tông khác nhau. Bao giờ một hãng thiết kế mic nào đó, đầu mic dạng mic này, người ta sẽ thiết kế là một kênh A là tông nam mà kênh B là tông nữ. Như khi đối với chúng ta sử dụng một cái lấy tín hiệu ra bằng dây cam nông lấy từ kênh A kênh B, còn lấy chung quả dây 6 ly họ thì quả đầu mic này nó sẽ auto, vâng, nó sẽ auto là quyện hai cái tông vào với nhau. Đây là một cái tay nắm đây, thì chúng ta hoàn thiện lắp được cái những cái chống lăn và những cái. Với cái dòng này thì các bác
em cũng giới thiệu rồi, nó có những cái thông số rất là tuyệt vời như là chống hú tốt này, và cảm biến nhiệt tự ngắt này, và cảm biến gia tốc nữa. Nó đưa những cái công nghệ rất là tiên tiến hiện đại vào để tối ưu hóa tốt về cái chức năng cũng như cái mục đích khai thác sử dụng của chúng ta. Rồi, em bắt đầu đi vào phần chính, đó là test chất lượng nhé. Vâng, em test luôn với cái mic Wewood M8 cộng và một đôi Jeep PD6 luôn ạ. Vâng, mic M8 cộng đây ạ. Vâng, mic M8 cộng của anh Trung ở Đồng Nai. Bữa nay em đang test cho anh với một đoạn nhạc karaoke nhé. Vừa test một đoạn nhạc karaoke. Thứ nhất là thử cái sự hoạt động ổn định của cái đôi mic Wewood mã là M8 cộng. Đây là dòng công nghệ rất là hiện đại, vừa cảm biến gia tốc và vừa cảm biến nhiệt, rất là hiệu quả. Và đặc biệt là cái dòng này các bác có thể đi xa mấy trăm mét nó vẫn bắt được ạ. Vâng, và đặc biệt nữa là ca sĩ Thanh Nam hát ở trên sân khấu rất hay dùng cái mic M8 cộng này. Vâng, thì cái độ bắt sóng rất tốt và độ bắt hơi rất là nhẹ nhàng. Vâng, hát cho làm cho người hát nó không mệt, hát rất thoải mái, dễ chịu. Đấy là những cái nổi trội về cái dòng mic Wewood M8 cộng. Vâng, hát rất là nhẹ các bác nhé. Vâng, thì anh Trung anh lấy hai sản phẩm bên Zika Audio. Vâng, cái tay này mic này nữa, bên em thì nó sẽ test nốt để đảm bảo là hai tay mic này đều hoạt động bình thường. Đặc biệt đây là dòng mic cao cấp công nghệ mới và đặc biệt là dùng dòng 6 số. Màn hình hiển thị LCD đấy ạ. Nhìn rất là đẹp luôn. Vâng, bây giờ em test nốt cái tay mic bên kia. Vâng, cái tay mic này đã hoạt động ổn định rồi. Vâng, bây giờ còn tay mic này, bên em sẽ thử nốt ạ. Alo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alo, 1, 2. Vâng, anh Trung nhé, hai tay mic đều hoạt động ổn định. Vâng, đây là hàng cao cấp mà bên em thật sự là bày ra đây cũng là rất là nhẹ nhàng, đông như đông trứng, hứng như hoa đấy ạ. Vâng, rất là nhẹ nhàng, từng tí một. Cái chép PD6 này em phải lót vào, không lại xước cái đầu thu của anh.
bác nhìn cái màu xanh chì rất là đẹp, rất là khỏe. Từng chi tiết nhỏ nó đều được làm rất là tinh xảo. Vâng, thì hiện tại hai cái sản phẩm của anh Trung ở Đồng Nai, một là cái chất PT6 bên em đang test và thử hát karaoke luôn ạ. Vâng, và một cái đầu mic không dây WeWood mã là M8+ của anh hoạt động rất tốt ạ. Vâng, sau đây em xin phép được bỏ ra cho nhân viên đóng hàng gửi cho anh nhé. Vâng, sau cùng em thay mặt công ty chúc anh Trung và gia đình sức khỏe và chúc anh luôn thành công trong cuộc sống ạ. Vâng, xin chào anh Trung và hẹn gặp lại.